xin quý vị cùng tràng pháo tay để cho ban AVT Tấn Thời. Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình tối hôm nay, xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm song ca. Nãy giờ quý vị chưa thấy đơn ca, chưa thấy song ca phải không ạ? Nãy giờ là hợp ca không? Bây giờ để mở màn cho cái buổi những chị hát song ca là chị Ngọc Diệp và Ngọc Hân với nhạc phẩm Ước Tình Nồng và Thương Anh của Nguyễn Trung Ca. Xin quý vị cùng tràng pháo tay cho chị Ngọc Diệp và Ngọc Hân. Và mời các chị ở trong ban tập thể Tây Nam đến.